Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này Hôm nay mình sẽ làm một cái so sánh giữa hai chiếc máy Unie V9S và Unie VX Thì hai chiếc máy này có điểm giống và khác nhau như thế nào? Mọi người cùng theo dõi với mình nha Trước... vào video cũng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình bằng cách qua fanpage bếp nhà Khánh Vy Zalo đặt hàng để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất bên mình miễn phí ship toàn quốc và đây chính là chiếc máy Unie VX à, chiếc máy này vừa mới ra mắt luôn nha mọi người thì à, có cái phần thiết kế là tối giản màu xanh và được đồng bộ là nắp máy và quay cầm đế cối đều là màu xanh luôn à, ở cả hai máy đều có dung tích là 1,75 lít phù hợp cho gia đình từ 6 đến 8 người mọi người có thể dùng trong kinh doanh vẫn được à, như là quán cà phê quán trà sữa quán nước thì à, mọi người sử dụng rất là hợp lý luôn nha động cơ xay rất là mạnh mẽ và cái tổng công suất xay là 1.800W giúp mình xay nhuyễn được mọi cái nguyên liệu máy ngoài chức năng là nấu sữa hạt thì mọi người cũng có thể là dùng để hấp hầm và nấu cháo và mọi người có thể là dùng để xay sinh tố và xay những cái hạt khô nha mọi người thì với 13 à, với 14 chương trình được cài đặt sẵn thì mình đọc để mọi người mình nghe nha Đầu tiên là à, chức năng sữa thảo mộc đối với unievx thì à, được cải tiến hơn. Cái phần sữa thảo mộc là à, 28 phút còn đối với unievx 9 s thì là 25 phút nha mọi người. Tiếp theo là chức năng sữa hạt không nấu. Sữa hạt nấu chậm, à, sữa hạt không nấu thì à, ở UNIE VX là 10 phút còn đối với Onea 9S thì 8 phút nha mọi người tiếp theo chức năng hấp à, chức năng nấu chậm và chức năng sinh tố xay khô chức năng à, cháo dinh dưỡng cháo nguyên hạt chức năng hầm hấp và tiếp theo là um, chức năng hẹn giờ chức năng giữ ấm và chức năng sấy khô khử khuẩn Cuối cùng là chức năng vệ sinh máy và đặc biệt là máy theo có thêm chức năng là tạm dừng nha mọi người ở cả hai máy thì khi mà mọi người nấu sữa hoặc là nấu một cái thực phẩm nào đó thì mọi người cần thêm nguyên liệu cần thiết vào mọi người có thể là bấm tạm dừng và sau đó cho nguyên liệu vào máy vẫn tiếp tục hoạt động luôn nha mọi người và những cái dòng sản phẩm mà càng ra sao á thì có những cái cải tiến về à, phù hợp với từng nhu cầu của mọi người hiện nay đây là mình thấy máy rất là tiện lợi có thêm chức năng là hẹn giờ thì khi mà mọi người bận hoặc là không có thời gian để mình nấu thì mình có thể là hẹn giờ mọi người chuẩn bị nguyên liệu sau đó cho vào trong cối mình muốn hẹn giờ một tiếng hoặc là hai tiếng ba tiếng Ví dụ 3 tiếng thì 3 tiếng sau mình à, mình bật chế độ hẹn giờ 3 tiếng sau máy sẽ hoạt động thì mình đã có ly sữa để mình uống à, Bồi bổ cho sức khỏe của mình Và khi mà mọi người uống sữa hạt thường xuyên á, thì giúp cho làn da của mình đẹp Và à, giúp cho cái giấc ngủ của mình á, được ổn định hơn và ngủ sâu giấc Và đặc biệt là cái phần tiêu hóa nó cũng tốt nữa mọi người à, Dễ dàng vệ sinh và cái um, ở phía sau á mọi người thì có cái phần dây nguồn nè được gắn vào trong đế cối và ở đường sau thì có những cái thông số của máy và tem bảo hành thì um, máy Uni-E 9 s á mọi người nhìn bên ngoài rất là sang trọng và cái phần đế cối thì uh, được làm bằng inox còn đối với UNI -E VX đế cối thì bằng nhựa à, cái um, bên trong của nắp máy á mọi người ở cả hai máy luôn đều được làm bằng inox 304 an toàn khi mình sử dụng nha không lo bị bong tróc và sử dụng được lâu dài đây là cái phần nắp phụ mọi người có thể châm nguyên liệu vào đây và đại lại dân cao su chống trào à, thân cối thì được làm bằng thủy tinh borosilicate 5 lớp chịu lực và chịu nhiệt rất là tốt và đảm bảo cái quá trình mà mình nấu ở nhiệt độ nóng á mọi người thì không sợ bị nứt hoặc là vỡ cối cái cái phần ở đáy cối và lưỡi dao mọi người cũng đều được làm bằng inox 304 à, và thiết kế là lưỡi dao 8 cánh giúp xoay nhuyễn mọi nguyên liệu nha cho ra những ly sữa hạt sánh đặc mà mình không cần phải rây lọc qua lưới Đáy cối và lưỡi dao đều được làm bằng inox 304 thì cái quá trình mình sử dụng được bền bỉ và được lâu dài hơn và an toàn không có sợ bị bám mùi cối bằng thủy tinh thì mọi người quá trình nấu mình có thể là quan sát được bên trong cái quá trình nấu luôn nha thì đi kèm với máy là còn có thanh khuấy sữa ở cả hai máy nha mọi người có thanh khuấy sữa và sửng hấp cái bọt để mình vệ sinh và cọ sách hướng dẫn sử dụng máy và sách hướng công thức sữa hạt 101 công thức mình tha hồ mà à, nấu nha mọi người mình không biết cách mít hạt như thế nào á, thì trong sách đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể luôn ở máy Univx VX á, thì được bảo hành 12 tháng và Uni v 9 s là bảo hành 5 năm nha mọi người. Nên là cái giá tiền của Uni VX thì mềm hơn so với Uni v 9 s nha. Mình cũng có chia sẻ một chút xíu là nếu mà mọi người không mua hàng bên em mà mọi người mua hàng ở những nơi khác thì mình chọn những nơi mà shop uy tín để mua tránh trường hợp là hàng giả hàng nhái trên thị trường rất là nhiều và khi mà mình sử dụng máy có trục trặc thì mọi người có shop uy tín để được bảo hành còn riêng đối với bên em khi mà mọi người mua máy và sử dụng hết thời gian bảo hành hoặc là bị mất linh kiện mọi người có thể là liên hệ em em sẽ hỗ trợ cho mọi người thì hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người so sánh giữa hai chiếc máy Unie V9S và Unie VX thì có những cái đặc điểm như thế nào để mọi người đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho gia đình của mình nếu mọi người muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ mình qua zalo hoặc là fanpage bếp nhà khánh vi để mình hỗ trợ cho mọi người và À, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này nếu mọi người thấy video của mình có nhiều thông tin hữu ích thì cho mình xin một subscribe đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video cung cấp nhiều cái thông tin về thiết bị mới nhất bên mình đến cho mọi người cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo bye bye